Từ hôm nay, miễn đăng kiểm ô tô mới, kéo dài chu kỳ kiểm định xe cũ lên đến 24 tháng. Từ ngày 22 tháng 3 năm 2023, các loại xe mới được miễn đăng kiểm lần đầu, xe gia đình, xe cá nhân dưới 7 năm được kéo dài chu kỳ kiểm định đến 24 tháng. Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành thông tư số 2/2023/TT-BGTVT về sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư 16/2021/TT-BGTVT có hiệu lực thi hành từ ngày 22 tháng 3 về việc miễn kiểm định lần đầu đối với xe cơ giới chưa qua sử dụng và có năm sản xuất đến năm nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận kiểm định dưới 2 năm có đủ hồ sơ hợp lệ. Chủ xe được cấp tem và giấy chứng nhận tại các trung tâm đăng kiểm mà không phải mang xe đến trình diện. Thông tư cũng điều chỉnh chu kỳ kiểm định đối với một số loại xe cơ giới. Cụ thể, với ô tô chở người các loại đến 9 chỗ không kinh doanh vận tải, chu kỳ đầu tiên miễn kiểm định và tăng từ 30 tháng lên 36 tháng, thời gian sản xuất đến 7 năm thì chu kỳ tăng từ 18 tháng lên 24 tháng, thời gian sản xuất trên 7 năm đến 20 năm, trước đây là 12 năm thì chu kỳ giữ nguyên 12 tháng, thời gian sản xuất trên 20 năm thì chu kỳ kiểm định giữ nguyên 6 tháng. Với ô tô chở người trên 9 chỗ, chu kỳ đầu tiên miễn kiểm định và tăng từ 18 tháng lên 24 tháng, thời gian sản xuất đến 5 năm thì chu kỳ tăng từ 6 tháng lên 12 tháng, thời gian sản xuất trên 5 năm thì chu kỳ giữ nguyên 6 tháng. Đối với nhóm ô tô tải, ô tô đầu kéo có thời gian sản xuất từ 20 năm trở lên, kể cả ô tô tải, ô tô đầu kéo đã cải tạo thành ô tô chuyên dùng, ô tô tải được cải tạo chuyển đổi công năng từ ô tô chở người, có thời gian sản xuất từ 15 năm trở lên, được kéo dài chu kỳ kiểm định từ 3 tháng lên 6 tháng. Bên cạnh đó, thông tư cũng điều chỉnh một số nội dung nhằm giảm thiểu thủ tục, chi phí và thời gian cho người dân và doanh nghiệp. Theo Bộ Giao thông Vận tải, thời gian qua, một số nội dung của thông tư 16 đã bộc lộ bất cập như yêu cầu kiểm định đối với phương tiện mới, chu kỳ kiểm định chưa thực sự phù hợp với điều kiện thực tiễn, đặc biệt đối với phương tiện cá nhân xe không kinh doanh vận tải. Bộ Giao thông Vận tải đã rà soát, nghiên cứu, đề xuất chính phủ và được chấp thuận cho phép sửa đổi thông tư 16 theo trình tự rút gọn. Đến nay, sau một tháng tập trung triển khai, thông tư sửa đổi thông tư 16 đã hoàn thành và có hiệu lực bắt đầu từ ngày 22 tháng 3 năm 2023.